một vật dụng mà có quá nhiều chức năng. Bảo vật của mọi nhà bỗng biến hóa thành tranh treo tường, mỗi ngày gỡ xuống quét quán luôn cho tiện. Ai cũng dễ dàng nhận thấy bảo vật trong đoạn video là một vật dụng hết sức quen thuộc, đó chính là chiếc chổi quét nhà. Thế nhưng mới đây, tại một quán cà phê, chiếc chổi này lại được biến hóa thành tranh treo tường, được quán để cò hết sức mộc mạc. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ngắm kỹ một chút thì trông cũng gia vị phết đấy công nhỉ, cứ như là tác phẩm nghệ thuật. Chính ra bảo vật của mọi nhà này lại rất tiện lợi, bởi đây sẽ là công cụ để chủ quán và nhân viên phục vụ cuối ngày dùng để quét dọn. Thế nhưng nó cũng dùng vào việc khác, chẳng hạn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng đối với các vị khách quý nhớ thanh toán trước khi rời đi. Chưa hết, cán chổi mà được đem ra chấn chỉnh chứng miếng ăn lì lợm của các bé, con cái của các bậc phụ huynh tới đây thì cứ phải gọi là sợ một phép. Đấy, chỉ với một chiếc chổi trông bình thường mà không tầm thường chút nào, xứng đáng với tên gọi bảo vật của mọi nhà. Còn bạn, bạn nghĩ sao về công dụng của chiếc chổi này? Comment ngay cho TV Chen được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.